Cái này mua phế liệu anh em ơi, chứ giờ với số bán ấy quá, mới đóng cái xe này, ngày mai là rửa nha anh em. Mai là rửa. Rồi rồi đúng rồi đúng rồi. Rồi mai là rửa xe nha anh em. Rồi có ăn thua, có ăn thua, cái đó là nghề của mình mà bây giờ mua phế liệu luôn đó. Nhờ vậy mà đi mua phế liệu. Quay toàn là bài âm không ạ, bài mua mới hả? Bài mới này làm căng mày. Lốp tem nữa hả? Bài mới đây tao đây ra bây giờ nè, nếu đây mày cầm mày quay cho tao đi đó. Bây giờ anh em nói tôi là hổng gài cũng tranh luận cái vụ này đó. Bộ bài này là bộ bài mới là chưa lột tem, thấy không đó, anh em mới đem lại bây giờ tranh luận vụ này. Bây giờ tôi sẽ gỡ tem ra đó, Gan nó hút vậy hả? đây này, gỡ tem ra đó, gỡ tem ra nè, đây không đó, để anh em không có còn tranh luận bàn cãi gì nữa hết đó. Đó mở tem ra đàng hoàng đó, thấy không. Bây giờ bài thì lúc nào cũng có mấy lá phí, thì bây giờ mình trước mắt mình bỏ mấy lá phí ra đi đó, ba lá phí rồi bỏ ngoài, thấy không. Thì bây giờ nè, nói đi nói lại bộ bài nhiều khi mình nói thì anh em nói mình ấy đó, cái này là tài nghệ mình có, nhưng mà anh em tranh luận cứ tranh luận, nhưng mà ở đây ta làm chủ yếu là vui chứ không có chuyện gì hết nha anh em. Đó anh em không có bàn cãi gì hết, anh em muốn trẻ tôi vẫn trẻ cho anh em coi đó, văn cờ bạc mà nói vô trẻ gì vẫn trẻ cho anh em coi, đu đu dữ dằn vậy thôi, bình thường vậy anh em. Rồi chào anh em.